trong phúc âm của Matthew nhé. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được lời lãi cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Anh chị em thân mến, hôm nay đề tài tôi muốn nói cùng với anh chị em là lời mà tôi mới vừa trích ở trong phúc âm của Matthew chương 16. Lời mà tôi mới vừa trích ở trong phúc âm của Matthew chương 16: lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Đây là một câu nói mà tất cả mọi người từ xưa đến nay, tôi nói từ ngày có ông Adam bà Eva, thì chắc chắn một điều là họ đã có những suy tư. Họ suy tư về cuộc sống hiện tại trên thế gian. Và bối cảnh của câu nói mà Đức Giêsu nói trong phúc âm của Matthew chương 16 là lúc Ngài đang đi lên Jerusalem để ở đó Ngài chịu bắt hại. Và cũng trong tâm tình, Ngài hiểu được những người Do Thái là những người đang mong đợi Đấng Messiah. Và trong tư tưởng, Đấng Messiah của họ phải là một đấng mạnh, có quyền năng, có thể phục hồi lại được đất nước Israel, ít nhất cũng là như David. Nhưng ở trong chương 16 mà chúng ta đọc ở đây, câu nói Chúa Giêsu lồng trong một bối cảnh mà Chúa Giêsu muốn thay đổi cách thức, thay đổi cách hiểu của người Do Thái. Bởi vì Ngài nói, con người sẽ lên Jerusalem để chịu bắt bớ, hành hạ, và sau cùng thì con người bị giết chết. Rồi sau đó Ngài nói đến là con người sẽ ngự đến trong vinh quang. Rồi Ngài nói đến đời sau. Và trong bối cảnh đó, trong vấn đề nói đến đời sau, thì Ngài nói lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Câu nói này, như tôi nói, có thể nó là một suy nghĩ của con người từ khi có ông Adam Eva. Bởi vì đã là con người thì tự nhiên ai cũng muốn tìm kiếm sự sống đời đời. Chúng ta ở đây, mỗi một khi đau yếu, chúng ta uống thuốc, chúng ta đi bệnh viện, chỉ với một mục đích là làm thế nào để tôi có thể lành, và sau khi lành lặn tôi có thể sống tiếp tục. Bởi vì cuộc sống nó đáng yêu, bởi vì cuộc sống nó vui, cho nên ngay cả những người già, ngay cả những lúc ta đau yếu, chúng ta cũng vẫn tìm cách làm thế nào cứu vớt để mình có thể sống được thêm một chút. Đó là lý do tại sao mà những người từ ngàn xưa họ đã tìm cách để làm thế nào kéo dài cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người họ không muốn sống, họ cảm thấy cuộc sống quá khổ. Và ngay cả những người mà cảm thấy cuộc sống quá khổ, họ cũng vẫn muốn có một cuộc sống dài, kéo dài ra. Để làm gì? Không phải để họ sống, nhưng để họ muốn nhìn thấy cảnh mà những bất công trên đời này cứ xảy ra hàng ngày. Nói cách khác, có những người họ chứng kiến cảnh bất công của những người ăn gian nói dối, cả vú lấp miệng em. Có những người dùng quyền hành để đè bẹp những người khác, mà cuối cùng những người này vẫn sống phây phây, sống một cách hết sức là thoải mái. Trong khi những người lành, những người hiền thì lại gặp bao nhiêu chuyện ác. Và vì thế, những người mà như tôi nói họ không muốn sống nữa, họ vẫn có một cái ước ao là làm thế nào để kéo dài cuộc sống. Không phải để cho họ sống, nhưng để cho họ chứng kiến coi lúc nào thì vấn đề công bằng được thực hiện. Bởi vì trước mắt họ có những người sống ăn gian nói dối mà vẫn sống một cách thoải mái,
Mà nếu trường hợp chết rồi thì liệu chừng sự thưởng sự phạt có được thực hiện ở trong thế giới con người không? Ý tôi muốn nói là con người của chúng ta từ ngàn xưa, dù là những người ao ước được sống thêm hay là những người không muốn sống nữa, tất cả đều muốn tìm đến một sự sống đời đời, và họ tìm đến bằng mọi giá. 2000 năm trước công nguyên, ở đây chúng ta có một cái câu chuyện của Gilgamesh, là một nhân vật thật sự. Ông ta là một vị vua. Ông ta là một vị vua ở cái vùng chúng ta bây giờ gọi là Lưỡng Hà đó, tức là Mesopotamia ở bên Ai Cập. Thực sự ông là một vị vua, nhưng bên cạnh ông 2000 năm trước công nguyên, người ta đã sáng tạo ra nhiều văn thơ để nói lên một Gilgamesh. Ở trong đó 2/3 của ông là thần thánh và 1/3 của ông là con người. Và mục đích của văn thơ là để diễn tả làm thế nào để con người có thể trường sinh bất tử. Rồi chúng ta nghe đến Tần Thủy Hoàng sống thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ông ta cũng là một trong những người tìm cách làm thế nào để được sống đời đời. Và cũng chính vì ham sống cho nên ông ta đã ra lệnh cho những thuộc hạ. Hôm nay có nhiều chuyện vui quá hả? Và chính vì ham sống cho nên ông ta đã sai thuộc hạ đi tìm những môn thuốc có thể làm thế nào giúp con người trường sinh bất tử. Và thời kỳ đó người ta không biết nhiều, cho nên ngày nay người ta tìm ra ông này chết bởi vì chất mà chúng ta gọi là thủy ngân đó. Một trong những chất mà thời kỳ đó có thể cho là sống trường sinh bất tử khi ông áp dụng cho những con vật hoặc là cho những cây cối. Và cuối cùng một người ham sống như Tần Thủy Hoàng thì ông ta chết mới có 50 tuổi thôi. Ở đây tôi muốn nói đến điều mà con người ao ước là gì? Điều mà con người tìm kiếm là gì? Là con người làm thế nào để được sống đời đời. Ngoài cuộc sống mà chúng ta đang có, con người đã có những ao ước làm sao để họ sống và sống mãi. Quan niệm của người Ai Cập này. Cứ thỉnh thoảng nó thêm một câu về cũng vui. Ngay cả tư tưởng của người Ai Cập ngày xưa, người ta cũng nghĩ đến sau cuộc sống này, thế giới bên kia là một thế giới tiếp tục những gì mà người ta đang có. Triết lý của Hy Lạp cũng nói đến linh hồn mà tôi sẽ nói đến ngày hôm nay. Trong tư tưởng của người Hy Lạp, linh hồn có một con số nhất định. Ví dụ 1 tỷ linh hồn, 100 triệu linh hồn, chỉ có chừng đó thôi. Rồi con người của chúng ta khi nhập vào linh hồn xuống thế làm người như chúng ta đang hiểu đây, và đến khi con người chết thì hồn lìa khỏi xác. Từ ngữ mà chúng ta vẫn còn dùng ở trong thần học công giáo, đây là một từ ngữ chúng ta mượn từ triết lý của Hy Lạp. Bởi vì trong văn chương của Hy Lạp, khi con người được dựng nên có hồn và xác, và khi con người chết thì hồn lìa khỏi xác. Và ngày nay thần học chúng ta vẫn còn mượn những động từ, mượn những danh từ này để diễn tả thần học của chúng ta. Nhưng trong tư tưởng của triết lý Hy Lạp, khi hồn lìa khỏi xác thì linh hồn sẽ bay về một nơi và ở đó chờ đợi để được nhập thể, để được xuống làm người tiếp. Một lần nữa, tư tưởng của một con người họ muốn sống và sống nhiều lần, sống mãi. Rồi tư tưởng của Ấn Độ, tư tưởng của Phật giáo mà chúng ta quen thuộc với thuyết luân hồi, ở đó con người sống hết kiếp này rồi đến kiếp kia, một hình thức người ta cũng mơ ước được sự sống đời đời. Hôm nay tôi nói đến sự sống đời đời mà chúng ta không thể nào dùng để trao đổi với những vật chất ở quanh chúng ta được. Lời của Chúa Giêsu nói trong phúc âm của Gioan chương 3 câu 16: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để những ai tin vào con của Người thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Cũng trong phúc âm của Gioan chương 6, Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống, và Ngài nói: Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sự sống đời đời, và bánh mà tôi ban cho anh chị em chính là thịt tôi, chính là máu tôi. Trước khi nói đến lời của Chúa Giêsu,
Ngài hỏi là nếu chúng ta được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Tôi muốn nói đến lịch sử một phần của người Do Thái hiểu gì về câu nói của Chúa Giêsu. Nên nhớ, người Do Thái ngày xưa họ không tin vào sự sống lại, họ cũng không tin vào sự sống đời sau. Đối với người Do Thái, tất cả mọi sự là ở hiện tại mà thôi. Và thỉnh thoảng ở trong Kinh Thánh họ có nhắc đến điều mà chúng ta gọi là Sheol, tức là một nơi mà tiếng Việt đôi khi dịch là âm ti, cõi âm ti. Ở đó, những người ở trong cõi âm ti, người ta nằm lặng. Sau khi chết, có người không còn biết gì nữa. Họ như những cái thây ma mà chúng ta gọi là bị coma, bị mê đó. Cho nên, tư tưởng của người Do Thái ngày xưa, họ chỉ tin vào hiện tại. Thiên Chúa thưởng con người, hoặc Thiên Chúa phạt con người, là những hình thức xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Một người bị mù, mù vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó. Một người bị nghèo, nó nghèo vì nó phạm tội gì. Còn nếu trường hợp một người giàu có, đẹp, khỏe, gia đình hạnh phúc là bởi vì Thiên Chúa thưởng. Ý tôi muốn nói, tư tưởng của người Do Thái trước thời kỳ của Chúa Giêsu, người ta không tin vào sự sống đời sau. Cho đến sau thời kỳ lưu đày ở Babylon, khi họ đi lưu đày bên Babylon, mà bây giờ là cái vùng Iraq, Iran đó, khi họ đi lưu đày ở bên Babylon, thì ở bên đó có một tôn giáo ở đó, người ta bắt đầu giảng dạy về sự sống sau cuộc đời này. Có nghĩa là sau khi con người chết sẽ có một cuộc sống nữa, và cuộc sống đó là cuộc sống mà Thượng Đế sẽ thưởng phạt cho những con người sống đời này tốt hay xấu. Với tư tưởng đó, những người Do Thái sau khi họ đi lưu đày ở bên Babylon, thì khi họ trở về, chính họ là người đem tư tưởng đó, và 600 năm sau, Đức Giêsu ra đời và Ngài giảng cho dân chúng về sự sống lại. Nếu có ai có dịp đọc sách giảng viên, gọi là Collect, nếu có ai có dịp đọc sách giảng viên, thì ở trong sách giảng viên cũng không hề nói có sự sống đời đời, cũng không hề nói là có sự sống lại. Cho đến khoảng chừng 100 năm, 170 năm trước công nguyên, đúng ra là thời kỳ mà trong sách Maccabees mà chúng ta đọc đó, nhất là sách Khôn Ngoan. Ở đây trong ngày hôm nay chúng tôi, hôm nay thứ sáu, chúng ta sẽ đọc bài đọc thường thường lễ kính các thánh tử vị đạo Việt Nam. Chúng ta thường thường hay đọc bài đọc là linh hồn của những người công chính ở trong tay Chúa mà những kẻ thù không làm gì được, bởi vì họ được bình an trong Chúa. Rồi cũng sách Khôn Ngoan cho chúng ta biết là linh hồn của những người này bất tử. Nói cách khác, 100 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, những người Do Thái bắt đầu thấm nhập vào tư tưởng là linh hồn của họ không chết. Trước đây họ nghĩ rằng con người chết là hết. Nhưng sau khi ở bên Babylon lưu đày trở về, họ thâm nhập tư tưởng của vùng Babylon, và giờ đây họ bắt đầu giảng dạy trong người Do Thái với nhau về một sự sống đằng sau cuộc sống hiện tại. Một cách rõ ràng nhất là chúng ta đọc được hai cuốn sách của Maccabees. Ở trong đó sách Maccabees thứ hai là câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nghe, một người mẹ chứng kiến cái chết của 7 đứa con mình. Cũng trong sách Maccabees quyển thứ hai ghi lại là họ quyên tiền gửi về Jerusalem để xin những người ở Jerusalem cầu nguyện cho những người đã qua đời. Có thể nói đến thế kỷ thứ hai trước thời kỳ Chúa Giêsu, đây là thời kỳ mà người Do Thái bắt đầu tin vào sự sống lại, bắt đầu tin vào sự sống đời sau. Và lý do tại sao, thưa, bởi vì hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, họ tin rằng con người của chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa, và giống hình ảnh Chúa ở đây muốn nói đến linh hồn. Và thứ hai, nếu trường hợp mà Thiên Chúa đã dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa, thì con người của chúng ta bắt buộc phải trường sinh bất tử, không thể nào chết được. Bởi vì Thiên Chúa đã dựng chúng ta giống hình ảnh của Ngài, thì một yếu tố quan trọng đó là phải trường sinh bất tử, không thể nào chết được. Và vì thế,
trong sách Khôn Ngoan cũng như trong sách Maccabees, chúng ta đọc được những từ ngữ bắt đầu cho một nền thần học mới để khi Đức Giêsu đến, Ngài tiếp tục rao giảng, đó là linh hồn bất tử và con người mong có sự sống lại. Đến thời kỳ Tân Ước, chính Chúa Giêsu là đấng sống lại, nhưng hơn ai hết, Chúa Giêsu đến để hứa một sự sống đời đời. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà Ngài muốn nói với chúng ta, đừng đánh đổi những gì đang có cho một cuộc sống đời đời. Tư tưởng về cuộc sống đời đời tới thời kỳ của Chúa Giêsu đã trở nên rất là phổ biến. Đương nhiên, nếu chúng ta đọc trong Phúc Âm cũng sẽ thấy có nhiều người chưa tin vào sự sống lại. Khi Đức Giêsu nói đến sự sống lại thì những người Sadduceus và những người Pharisee, hai nhóm khác nhau, Sadduceus không tin, đến để hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, có một bà có một ông chồng, rồi ông chết, rồi lấy người anh người em, cứ theo luật của người Do Thái. Nếu anh em mà lấy một người vợ mà người vợ chưa có con, mà người anh chết thì người em cứ tiếp tục lấy vợ, lấy chị mình." Và trong cái câu hỏi là sau 5 người như vậy thì đến sau này lên thiên đàng ai là vợ của, ai là chồng của bà? Một câu hỏi để nói lên là những người Sadduceus họ không tin vào sự sống lại. Nhưng cũng trong thời kỳ của Chúa Giêsu, nếu chúng ta mới mừng kính lễ của ba vị thánh, Thánh Martha, Thánh Maria và Thánh Lazaro, ba chị em, nếu chúng ta đọc Phúc Âm của Gioan và có cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh và chị Martha và Maria, thì chính Đức Giêsu hỏi Martha: "Con có tin là em con sẽ được sống lại không?" Chị trả lời: "Thưa con tin, ngày sau hết em con sẽ được sống lại." Chị là một trong nhóm những người Do Thái thời kỳ Chúa Giêsu bắt đầu tin vào sự sống lại, bắt đầu tin vào sự sống đời đời sau khi chết. Vậy ở trong bài nói chuyện hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em về câu hỏi của Đức Giêsu đưa ra: lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Nếu câu hỏi này Chúa Giêsu hỏi cách đó 200-300 năm thì người ta sẽ hoàn toàn không hiểu, bởi vì sau khi chết chẳng còn gì để cho họ theo nữa. Nhưng như tôi mới cắt nghĩa, thời kỳ Chúa Giêsu là thời kỳ mà con người, nhất là đa số người Do Thái, bắt đầu tin vào sự sống lại. Và nếu tin vào sự sống lại thì người ta tin rằng sau khi chết con người còn có một cuộc sống. Và vì thế cuộc sống mà ngày nay chúng ta ngồi đây nói với nhau, gọi là sự sống đời đời, nó bắt đầu từ bây giờ và nó sẽ kéo dài, không bao giờ chấm dứt. Vậy câu hỏi đặt ra, Tại sao con người lại hoán đổi sự sống đời đời, tức là linh hồn của mình, cho những cái chuyện khác? Ở đây tôi muốn bắt đầu với cái câu chuyện của ông Leo Tolstoy, một trong những triết gia, một nhà văn, một nhà tiểu thuyết người Nga, và ông ta chết vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 đó. Ở trong đó ông có viết một cái cuốn truyện ngắn gọi là Bao Nhiêu Đất Cho Đủ. Đó là thời kỳ, dưới thời kỳ Nga Hoàng, mà người ta phải tranh giành, phải đấu tranh, bởi vì những nông dân bị áp bức rất nhiều. Trong câu chuyện, Leon Tolstoy kể có một người tên là Bakham. Ông Bakham là một người nghèo, nhưng ông ta mơ tưởng nếu trường hợp ông ta có tiền thì ông ta giàu có, ông ta có quyền lực thì ông ta sẽ làm được mọi sự, và ngay cả ông ta sẽ đánh bật ra được cả những quyền năng của ma quỷ nữa kìa. Rồi trong một đêm ông ta nằm mơ là có một người đến để bán cho ông ta đất, và bán rất rẻ, bán với một giá quá rẻ, mà là một nông dân nghèo khổ, trong tay không hề có một miếng đất làm chủ. Cho nên khi nghe được người ta cho mình cái quà tặng này thì ông ta nhận, và lời thách thức là với một giá rất rẻ là: "Anh hãy cứ đi, mỗi một bước đi của anh là một tấc đất thuộc về anh, nhưng với điều kiện khi mặt trời bắt đầu mọc lên là anh bắt đầu đi, và khi mặt trời lặn là anh phải kết thúc ngay nơi anh đã bắt đầu." Buckham,
một con người nghèo khổ, cho nên ước mơ được có tiền, và vì thế khi có cơ hội để tài sản tiền bạc đến với mình thì ông ta vui mừng rồi đi. Ban đầu ông ta bước đi, mà cứ mỗi bước đi ông ta nghĩ rằng sẽ thuộc về mình, cho nên ông ta đi nhanh hơn, rồi cuối cùng ông ta chạy, bởi vì ông ta nghĩ rằng cuối ngày mình sẽ có được một mảnh đất rất lớn thuộc về mình. Và quả thật đến chiều khi mặt trời lặn thì Pacom trở về nơi mà ông ta đã xuất phát. Những người trong dân làng ra để chúc mừng, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có được một người đi được một miếng đất rộng như vậy. Nhưng trước khi chúc mừng thì người ta nhìn và thấy ông đã chết. Câu chuyện của Leon Tolstoy nói lên được có những điều mà chúng ta theo đuổi để rồi chính chúng ta trở thành nạn nhân, và chúng ta chẳng hưởng thụ được gì chỉ vì cái tham vọng của mình, và mình không hiểu mình đang làm gì. Triết lý Hy Lạp kể lại có một người tên là Diogenes. Ông ta gọi là một trong những người ngẳng đó, một người gọi là hơi bướng đó. Ông ta treo một cái bảng ở ngoài chợ và để ở đây có bán sự khôn ngoan. Rồi những người họ tò mò đến để mua sự khôn ngoan. Thì họ hỏi, vậy thì ông bán cái gì? Ông trả lời, đầu mối của sự khôn ngoan ở đời là phải biết nghĩ đến cùng đích. Đầu mối của sự khôn ngoan ở trong đời sống của chúng ta là phải biết nghĩ đến cùng đích của đời mình. Bởi vì nếu chúng ta tồn tại mà không biết mình ở đây làm gì, rồi chết đi đâu, thì quả thật chúng ta phí phạm cả cuộc đời. Hãy nhìn hai cái con tượng con sư tử ở trước cái hội trường của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta như những nghệ nhân khi đưa cho họ hai tảng đá? Cái khác nhau giữa những nghệ nhân và chúng ta là chúng ta thấy đây là hai tảng đá, nhưng những nghệ nhân họ đã nhìn trong đó để thấy hai con sư tử. Vì thế mỗi một cái phát đẽo đục của họ, mỗi một ngày mà họ đục đẽo là mỗi một ngày họ đang đi dần từ tảng đá tiến thành con sư tử. Chứ không phải là chúng ta nhìn hai tảng đá mà không biết mục đích cuối cùng của nó là gì. Hôm nay tôi muốn trong đời sống hiện tại của chúng ta, tôi đưa ra hai ý để anh chị em suy nghĩ. Thứ nhất là chúng ta phải biết xác định mục đích và ý nghĩa của đời sống. Và thứ hai là con người của chúng ta được gì mất gì khi chúng ta chọn lựa cái hiện tại thay cho tất cả. Thứ nhất là chúng ta phải xác định mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Mục đích cuộc đời là gì? Thưa, mục đích cuộc đời là một cuộc đời có mục đích. Mục đích của cuộc đời là sống một cuộc đời có mục đích. Và nếu chúng ta theo gương của vua Solomon, một trong những người để lại một gương sống cho chúng ta, khi ông được Thiên Chúa cho, hỏi một câu là con muốn xin cái gì? Bởi vì con là con của vua David, vua thánh David sau khi chết thì Solomon nối ngôi, và triều đại mà David mới vừa thiết lập, cho nên tiên tri đã nói với Solomon, ông muốn xin gì với Đức Chúa, ông xin gì để ông cai trị đất nước mà cha của ông David mới vừa thiết lập. Solomon đã xin cho tôi được ơn khôn ngoan. Và tiên tri đã nói với ông quả thật là khôn ngoan, bởi vì ông không xin giàu có, ông không xin những quyền lực, cho nên Thiên Chúa đã ban cho ông sự khôn ngoan, và bên cạnh đó, Ngài cũng ban thêm cho ông những ơn mà ông không xin. Chính ơn khôn ngoan làm cho chúng ta hiểu được mục đích của cuộc sống. Và nhiều người trong chúng ta cũng đã từng nghe câu chuyện của Thánh Francisco Xavier. Ngài là một người đang học, đang dạy ở Đại học Paris. Rồi Thánh Ignacio Loyola đến để rao giảng. Và rao giảng ở đó 3 năm trời. Ngài thuyết phục ông Francisco Xavier này, nhưng không thành công. Một ngày kia, khi Thánh Ignacio của Loyola đó, khi Thánh Ignacio đang rao giảng, và Ngài giảng câu mà hôm nay chúng ta vừa nghe, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?
Chính câu này đã đánh động ông Francisco Xavier. Và sau đó, sau khi nghe được câu này, thì 4 năm sau, tức là năm 1511, vua Bồ Đào Nha tìm người để gửi qua bên Á Châu, vừa đi truyền giáo, vừa mở rộng để kiếm thêm vàng bạc của cải hả? Ignacio đã giới thiệu cho nhà vua Francisco Xavier. Rồi Francisco Xavier sau khi đã trở lại chịu chức linh mục, rồi ông đi qua Ấn Độ năm 1542. Rồi sau 10 năm ở đó, ngài đi qua miền Đông và ngài có ý định đi qua Trung Quốc, nhưng cuối cùng ngài chưa có đạt tới được Trung Quốc mà chết ở một hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc. Ở đây tôi muốn nói, đời sống của chúng ta cần sự khôn ngoan của Salomon để chúng ta hiểu được đâu là mục đích của đời sống mình. Chúng ta có cuốn gọi là Giáo lý Công giáo. Những ai có dịp mở cuốn Giáo lý Công giáo ra, ở đó chúng ta sẽ thấy hai số đầu tiên, Giáo lý Công giáo số 1 và Giáo lý Công giáo số 2, nói đến cuộc sống của chúng ta được dựng nên để làm gì. Họ nói đến ý nghĩa và mục đích của cuộc sống làm gì. Họ nói là trong Giáo lý Công giáo số 1 và số 2 dạy cho chúng ta được dựng nên để yêu mến Thiên Chúa, được dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa, được dựng nên để yêu mến phục vụ tha nhân, và cuối cùng mục đích của chúng ta có mặt trên đời là để chúng ta được kết hợp với sự sống đời đời với Thiên Chúa. Vậy đâu là ý nghĩa của sự sống đời đời? Có bao giờ tôi đặt câu hỏi là tôi không cần phải có mặt ở đây không? Chẳng qua Thiên Chúa yêu thương tôi mà Ngài dựng nên tôi thôi. Rồi cha mẹ yêu thương nuôi nấng tôi. Chứ còn thật sự tôi không bắt buộc, tôi không cần phải có mặt ở đây. Rồi chưa nói khi sinh ra đời, một mình tôi chẳng làm được gì. Bởi vì cuộc đời của tôi là một cuộc đời hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và anh chị em từ nhỏ cho đến bây giờ. Nhưng điều quan trọng là hiện tại bây giờ tôi đang có mặt. Câu hỏi không phải là nếu trường hợp tôi không sinh ra, mà bây giờ tôi đã sinh ra rồi và bây giờ tôi đang ngồi ở đây, vậy tôi phải sống thế nào? Tôi ở đây để làm gì? Liệu chừng tôi sống ở đây, tôi có biết là tôi từ đâu đến? Và nếu mang đức tin Công giáo, tôi có biết rằng chính bản thân tôi được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa không? Bởi vì một cuộc đời mà không có mục đích, người ta nói lý do tại sao có những con người sống chán chường, lý do tại sao có những con người họ cảm thấy lúc nào cũng yếm thế, sợ đời, họ không có một cái khát vọng để vươn lên, bởi vì họ không có một mục. Rồi đó, cốp rồi đó. À. Bởi vì họ không có một mục đích sống. Chính khi chúng ta không có mục đích, cuộc sống của chúng ta trở nên chán chường. Nhưng chúng ta phải hiểu, mục đích của cuộc đời chúng ta không phải là chỉ đi tìm hạnh phúc mà thôi. Bởi vì đây là một trong những định nghĩa của xã hội. Mà trong xã hội của chúng ta định nghĩa là làm thế nào mục đích của đời này là mình đi tìm hạnh phúc. À, đương nhiên chúng ta có thể hiểu với nghĩa đó được. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải lồng vào đó hạnh phúc đời đời. Ở đây tôi đang muốn nói tới đời này. Ở đây tôi đang muốn nói đến câu hỏi của Chúa Giê-xu là nếu trường hợp mà chúng ta dùng gì để đánh đổi cho linh hồn, cho đời sống đời hiện tại của chúng ta. Vì thế, nếu trường hợp xã hội họ định nghĩa mục đích của cuộc sống hiện tại là tìm kiếm hạnh phúc, thì chúng ta những Kitô hữu phải tái định nghĩa, sửa lại định nghĩa để nói rằng mục đích không chỉ hạnh phúc, mà làm thế nào để cuộc sống của chúng ta trở nên hữu ích và có ý nghĩa. Bởi vì mục đích của hạnh của cuộc sống nếu chỉ tìm kiếm hạnh phúc, nó còn bị gò bó bởi những ích kỷ của nó. Mà khi chúng ta cuộc sống có ý nghĩa và hữu ích, đem lại lợi ích cho những người khác, là lúc mà chúng ta thực hiện lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Ở trong mạng tâm lý,
Người ta nói cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm thế nào để cho mình sống sót được. Làm thế nào để mình vượt biên qua tới đây sống sót làm ăn hả? Làm thế nào thứ nhất cho mình sống sót? Làm thứ hai là làm thế nào để cho mình thành công? Sau khi qua được đây rồi, mình làm có tiền, mình mua nhà, mua xe. Làm thế nào để mình thành công, mình có tiếng ở trong trường học, mình có tiếng ở ngoài đời. Nhưng điểm thứ ba là cùng đích của Kitô giáo chúng ta dạy, là làm thế nào để cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa và hữu ích cho người khác. Chúng ta không thể nào ở mãi ở trong trạng thái của những người chỉ làm thế nào để được sống sót. Chúng ta cũng không thể nào vui mãi với cái thành công của mình. Mà những Kitô hữu, chúng ta hiểu được làm thế nào để cuộc sống chúng ta trở nên hữu ích. Vậy, mục đích của chúng ta trong đời sống là gì? Để sống có ý nghĩa, Chúa Giê-xu đã từng dạy chúng ta phải sống cho người khác. Bởi vì chúng ta tìm hạnh phúc cho mình là khi chúng ta nhìn thấy những người mình yêu thương đang được hạnh phúc. Và muốn được như vậy thì chính Đức Giê-xu Ki-tô cũng dạy cho chúng ta từ bỏ. Tôi biết là chúng ta đang theo dõi nhiều những cái câu chuyện ở bên Việt Nam, và hiện tại bên đó cũng có một vị sư Phật giáo tên là Thích Minh Tuệ. Ngài từ bỏ, Ngài ra đi. Đây là những gì Ngài làm đúng với lời của Phật dạy. Bởi vì một trong những lý do để có thể làm con người bớt đau khổ, đời là bể khổ, mà muốn làm thế nào để chấm dứt cái khổ là chúng ta làm thế nào để diệt dục, diệt cái ước muốn, diệt cái ao ước của mình. Vì thế khi sống theo lối của Phật dạy, chúng ta biết từ bỏ, chúng ta biết diệt dục, chúng ta biết thoát tục thì con người bớt đau khổ. Về phương diện con người, Chúa Giê-xu cũng dạy như vậy thôi. Bởi vì Chúa Giê-xu sống sau Đức Phật vài trăm năm, và Ngài đến nói với chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc, những ai mà tìm kiếm sự sống mình thì sẽ mất, như bài phúc âm tôi mới đọc cho anh chị em. Còn những ai mà từ bỏ mạng sống mình thì họ sẽ tìm thấy được. Một trong những lý do để cho chúng ta sống được hạnh phúc, đó là quy luật biết từ bỏ. Và đây là một quy luật mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày trong cuộc sống. Một cái cây mà muốn có trái thì cũng cần được phải cắt tỉa thường xuyên. Một cái vết thương mà nó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu thì cũng có thể phải cắt bỏ một phần nào đó chẳng hạn. Cho nên việc mà chúng ta từ bỏ con người của chính mình là lúc chúng ta được cái gì? Được bởi vì chúng ta trở nên con người khác. Vậy con người được gì, mất gì? Con người được gì, mất gì khi con người chọn lựa ở trong cuộc sống hiện tại? Trong phúc âm của Luca chương 12, Chúa Giê-xu nói đến dụ ngôn của một người giàu có. Ông ta ngủ hả? Rồi ông ta thu hoạch được rất nhiều hoa quả. Ông ta không biết làm gì. Phúc âm của Marco chương 12 viết: Nhưng Thiên Chúa bảo ông, đồ ngốc, nỗi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải mình mà không lo làm giàu trước mặt Đức Chúa, Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đây là một trong những lời nói hết sức rõ ràng. Chúa Giê-xu nói trong phúc âm của Luca chương 12, cứ lo thu tóm những điều này mà đến khi cái chết đến một cách bất ngờ thì ai là người hưởng những cái của cải đó? Ở trong phúc âm Matthew chương 6, Chúa Giê-xu nói, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi được. Không phải bây giờ chúng ta mới nghĩ đến đời sau, nhưng chúng ta là những con người sống, và khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, mình đã tin có đời sau, mình tin có sự sống lại. Và chúng ta lớn lên với một tư tưởng, đây là đời tạm, phù hoa nối tiếp phù hoa, ở đời mọi sự cũng chỉ là phù hoa.
chúng ta thuộc lòng như vậy. Nhưng ở trong tư tưởng của chúng ta, tất cả những cuộc sống mà chúng ta đang thấy quá hấp dẫn, và vì thế làm cho chúng ta khó có thể từ bỏ nó được. Việc mà Đức Giê-xu thách thức chúng ta nói lên được chúng ta được gì và thua gì. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu lợi nhuận cuối cùng của một con người được tính là sau khi chúng ta đã chết. Nếu chúng ta tin rằng cuộc sống của chúng ta chỉ là tạm bợ, thì cái chết nó đánh dấu sự chấm dứt của một đời người. Và chỉ có sau khi chết thì con người của chúng ta mới thực sự được Thiên Chúa phán xét, và tất cả những lợi nhuận hay là những thất bại chúng ta đều được tính toán ở giây phút cuối cùng khi chúng ta chết. Vì thế, những gì mà chúng ta nói đến phù hoa, chúng ta hiểu rằng tất cả những cái này ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, mà nếu chúng ta chọn lựa thì sự chọn lựa có thể làm cho chúng ta mất sự sống đời đời. Bởi vì chính Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã đi qua những cám dỗ này như chúng ta. Những ai mở phúc âm của Ma-thêu chương 4 cũng như của Luca chương 4, chúng ta nghe câu chuyện mùa chay là bao giờ, cái ngày trong mùa chay là chúng ta đọc những câu chuyện này hả? Ngày lễ tro xong là chúng ta đọc. Đức Giê-xu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi vào trong hoang địa, rồi ở trong hoang địa ma quỷ đến cám dỗ Ngài. Satan đưa Đức Giê-xu lên một núi cao, chỉ cho Ngài thấy vinh quang của thiên hạ. Rồi Satan nói làm sao? Nếu ông quỳ xuống để mà thờ lạy tôi, sắp mình bái lạy, thì tôi sẽ cho ông tất cả những vinh hoa phú quý này. Đương nhiên đây là một câu chuyện. Câu chuyện để nói lên được Đức Giê-xu là một con người cũng đi qua những cám dỗ như chúng ta. Còn nếu chúng ta hiểu trong tư tưởng Thiên Chúa là đứng tạo dựng vũ trụ, thì thật sự tất cả những cái này không có ý nghĩa gì khi Satan đưa ra để cám dỗ Thiên Chúa cả. Nhưng tôi muốn nói là một con người, Đức Giê-xu cũng bị Satan cám dỗ với những vinh hoa. Và lời câu mà Đức Giê-xu trả lời cho Satan ở trong phúc âm của Ma-thêu, Đức Giê-xu liền nói: Satan, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Có lời chép rằng ngươi phải bái lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Và đương nhiên đối với người Do Thái, tội trọng nhất, tội lớn nhất đó là tội thờ tà thần, không thờ Yahweh Thiên Chúa. Nói đến đây chúng ta cũng hiểu ngày nay nhiều anh chị em của chúng ta sắp mình thờ lại Satan để làm gì? Để nhận những bổng lộc của nó. Nhiều khi chúng ta thỏa hiệp với sự dữ chỉ để đổi lấy một vài những điều thỏa mãn, một vài những điều làm cho chúng ta cảm thấy êm nhẹ. Nhưng sống bắt buộc phải có hy sinh. Đọc lại câu chuyện của ông Môi-se. Môi-se là người Do Thái. Ông ta sinh ra trong thời kỳ mà dân Do Thái bị đày qua bên Ai Cập. Rồi bởi vì người Do Thái thời kỳ đó đang gặp nhiều khó khăn với người Ai Cập, cho nên người Ai Cập chỉ sợ rằng dân Do Thái sẽ gọi là đông lên rồi lấn áp dân Ai Cập. Cho nên nhà vua đã ra lệnh giết tất cả những con trai đầu lòng của người Do Thái. Vì thế mẹ của Môi-se khi sinh ông ra đã tìm cách bỏ ở trong một cái nôi rồi thả theo dòng sông, bởi vì bà là người đi giúp cho công nương công chúa của Pharaoh. Rồi khi công nương nghe tiếng khóc của Môi-se thì lôi ra và thấy một đứa bé, rồi giao cho bà mẹ ruột của Môi-se trông coi đứa bé này. Đây là một trong những cách thức bà đánh lừa để làm thế nào mà con mình được sống, mà bà có thể nuôi con được. Nhưng câu chuyện là khi Môi-se lớn lên thì chính bản thân ông đã tìm về cội nguồn của mình. Chính bản thân ông đã không bao giờ nghĩ rằng mình thuộc về triều đại, mình thuộc về vương quyền.
mà ông đi ra và ông nói với những người Do Thái, tôi là người đồng hương với anh chị em. Và cũng chính vì như thế mà ông đã binh vực cho người Do Thái, ông giết chết một người Ai Cập. Ý tôi muốn nói, trong khi Môi-se có cơ hội để có thể sống thoải mái, thì chính ông đã chọn lựa cái mà ông biết đâu là căn tính của mình. Một trong những lý do đầu tiên nói đến sự thưởng phạt ở đây, và khi Đức Giê-xu chính Ngài cũng bị cám dỗ, nhắc nhở cho chúng ta hiểu được căn tính của mỗi một người chúng ta là những người được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Chưa nói, chiều hôm nay chúng ta sẽ dâng lễ để mừng và kính, cũng như cầu xin các thánh tử vì đạo là cha ông giúp cho chúng ta. Chúng ta có căn tính của những người Công giáo Việt Nam. Và nếu chúng ta hiểu được cuộc sống của Môi-se, ông trở về với căn tính của mình, thì chính chúng ta cũng trở về với căn tính là đức tin Công giáo mà cha ông đã truyền lại cho chúng ta. Vậy tại sao mà chúng ta không dám đổi? Chúng ta không dám đổi tất cả của cải này bởi vì sự mất mát của linh hồn. Thứ nhất, bởi vì linh hồn nó vô giá. Nó vô giá bởi vì được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Và lời của Chúa Giê-xu, những gì thuộc về Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa, những gì của Cê-sar thì trả cho Cê-sar. Bởi vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa và linh hồn của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, cho nên chúng ta không có lý do gì để trao đổi cái thuộc về Thiên Chúa cho những thứ thuộc về Cê-sar. Điểm thứ hai, cũng ở trong linh hồn. Linh hồn là nơi, là sản phẩm mà mỗi một con người của chúng ta có toàn quyền làm chủ hoàn toàn linh hồn của chúng ta. Ý tôi muốn nói, mỗi một người chúng ta sinh ra có những điều, có những điều kiện mang tính khách quan mà chúng ta không thay đổi được. Chúng ta là người Việt Nam thì tóc đen, tóc nó không đỏ, không vàng. Chúng ta sinh ra có những người thì cao, có những người thì lùn. Rồi chúng ta sinh ra nhiều người da trắng, da đen. Chưa nói sinh ra có người nam, người nữ. Tất cả những cái này chúng ta không thay đổi được. Nhưng linh hồn của chúng ta là một sản phẩm mà mỗi một con người của chúng ta làm chủ hoàn toàn. Và vì thế chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những quyết định của chúng ta trong đời sống, làm đúng hay làm sai, chọn tốt hay chọn xấu. Chỉ có linh hồn chúng ta mới làm chủ hoàn toàn, và chúng ta không thể thay đổi được bởi vì linh hồn của chúng ta là một linh hồn bất tử. Chúng ta không thể nào đem để đổi cho những thứ phù hoa bằng một giá trị mà Thiên Chúa dựng nên, như trong sách Khôn Ngoan nói, linh hồn của chúng ta trường sinh bất tử. Chưa nói, chính linh hồn của chúng ta ngày sau cũng sẽ chịu phán xét. Nhưng trong đời sống hiện tại, đôi khi chúng ta có những cách thức mà làm cho đời sống của chúng ta, làm cho linh hồn của chúng ta bị mất đi. Và chuyện này xảy ra thường xuyên. Ở đây tôi muốn dùng dụ ngôn Chúa Giê-xu nói đến khi người gieo giống đi gieo hạt. Có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi vào bụi gai, có những hạt rơi vào đá, có những hạt rơi vào đất tốt. Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói lên có ba cách thức mà chính chúng ta đang đánh mất linh hồn của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta để cho linh hồn của chúng ta bị chết đói, không có ăn uống. Ở trong phúc âm của Matthew chương 4, khi Satan đến để cám dỗ Đức Giê-xu và nói, nếu ông đói thì ông hãy biến những hòn đá này trở thành bánh mà ăn. Và Đức Giê-xu trả lời, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Ấy vậy mà nhiều người trong chúng ta đã không nuôi dưỡng linh hồn của mình bằng bí tích thánh thể, như hôm qua chúng ta nghe trong bài giảng. Nhiều người chúng ta sống mà bất cần. Ở trong phúc âm có câu chuyện của một người phú hộ. Ông ta sống
rất là thoải mái, ăn mặc sang trọng, ăn ở rồi xa xỉ hả? Rồi trước mặt nhà ông là hình ảnh của một Lazaro nghèo đói. Và cuối cùng ông ta bị phạt vì gì? Ông ta bị phạt không phải vì giàu có, bởi vì giàu có tự nó không là một tội. Ông ta bị phạt bởi vì chính bản thân ông đã không hề lo tới cuộc sống của linh hồn, mà ông chỉ biết sống cho mình mà thôi. Bên cạnh đó, chúng ta nghe tới có những con người vô cảm, họ bỏ mặc đức tin, mà đó là điều đang xảy ra cho con cháu chúng ta. Nhiều người con cháu của chúng ta ngày nay họ bỏ, rồi chúng ta những người lớn, nhiều khi có những cơ hội, các cái buổi tĩnh tâm tham gia học hỏi, nhiều khi chúng ta cũng không muốn học thêm, chúng ta không muốn tham gia các đoàn thể. Một trong những hình thức mà chúng ta đánh mất linh hồn là chúng ta đã để cho nó chết và chết đói. Cái thứ hai mà chúng ta để cho linh hồn chúng ta chết, đó là khi chúng ta bóp nghẹt linh hồn của mình. Trong phúc âm của Marco chương 4 kể, những kẻ khác là những người được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những lỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến họ không sinh hoa kết quả được. Điểm thứ hai mà chúng ta làm mất linh hồn là khi chúng ta bóp nghẹt linh hồn mình bằng những cái công việc ở bên ngoài quá nhiều. Chúng ta để những công việc nó chiếm thời gian. Tôi học được một cái từ của em tôi đó, hồi mà tôi về bên California đó. Tôi không có biết cái từ đô vật, nhưng mà sau này tôi mới hiểu đô vật là lo đi vật lộn kiếm tiền đô. Cho nên chúng ta bởi vì theo cái nghề đô vật mà cuối cùng mình, bởi vì mình bỏ quá nhiều thời gian để đi theo cái ngành đô vật hả? Cho nên chúng ta không còn thời gian cho Thiên Chúa. Chưa nói là chúng ta sao nhãng những công việc khác. Một trong những điều mà làm cho chúng ta thất bại là bởi vì chính chúng ta không biết đâu là điểm ưu tiên trong đời sống, linh hồn hay những gì quan trọng hơn. Nên nhớ, không có con người gì quá bận, không hề có một con người quá bận. Chỉ có những con người họ không biết sắp xếp đâu là những thứ tự ưu tiên trong cuộc đời. Có những người Chủ nhật lo chở con đi đá banh mà họ có thể sẵn sàng bỏ lễ. Tất cả những cái này chúng ta hiểu cái gì? Cái vòng danh lợi công công hả? Kẻ hồng ra khỏi mừng mười mong bước vào. Có những người cứ nghĩ rằng cái vòng danh lợi vẫn còn hấp dẫn chúng ta, mà ai cũng biết rằng nếu chúng ta không có đặt thứ tự những gì là ưu tiên trong đời sống thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của chính của cải mà chúng ta đang có. Hơn ai hết, chúng ta hiểu được lòng tham của con người vô đáy. Bởi vì ngày mà chúng ta qua tới đất Mỹ này, trừ những người đi HO sau này còn xách được một vài vali, tất cả những người đi vượt biên cùng lắm mặc được cái quần, cái áo. Nhưng qua tới bây giờ, bao nhiêu là đủ? Nói như vậy để thấy, nhiều khi chúng ta để những vinh hoa phú quý nó bóp nghẹt đời sống linh hồn của chúng ta. Và điểm thứ ba là khi chúng ta đầu hàng trước cám dỗ. Thánh Phaolô ở trong thư gửi cho Roma chương 12 ngài viết: anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Thánh Phaolô cảnh báo với chúng ta, đừng rập khuôn theo đời này. Chúng ta đừng đầu hàng, bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và đương nhiên chúng ta luôn luôn có cơ hội để làm lại. Ở trong phúc âm của Matthew chương 25 kể, có một người khi mà ông chủ đi xa thì ông trao cho những người đầy tớ, người thì 10 nén, người thì 5 nén, người thì 1 nén. Rồi ông hy vọng khi ông trở về, những người này sẽ sinh lợi.
Người 10 nén thì xin lợi ra thêm, người 5 nén cũng xin lợi ra thêm, riêng người 1 nén thì ông ta trả lời: tôi biết ông là người gian ác, ông là người thu nơi ông không gieo, cho nên tôi đã dùng 1 nén này chôn dưới đất, để đến khi ông về thì tôi đưa nguyên lại cho ông. Và trong dụ ngôn đó Chúa Giê-xu kết luận: nếu người biết rằng ta là một người gian ác, thu nơi không gieo, vậy thì tại sao không biết cầm cái tiền này đem bỏ trong ngân hàng, ít nhất lấy một ít lời cho ta về, ta còn có tiền. Ý của dụ ngôn muốn nói, đây là một trong những con người bị động, đầu hàng và không tìm thấy một cơ hội ở trong đời sống của mình. Đây là một hình phạt cho chúng ta, bởi vì đây là những con người u lì, những con người không còn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ không muốn đứng dậy, họ không muốn cố gắng. Vậy chúng ta được gì và mất gì? Giáo hội dạy cho chúng ta, không có Thiên Chúa thì chúng ta mất tất cả. Mặc dầu chúng ta có thể đánh lừa mình bằng những cái ảo giác tạm thời. Tại sao mà thuốc phiện cần sa, tại sao rượu ngày càng được nhiều người tiêu thụ? Một trong những đất nước mà càng nghèo càng khổ thì con người lại càng dùng nhiều thuốc và nhiều rượu. Trước đây Nga Xô là một nước Nga đó, một trong những nước nổi tiếng về con người đã tiêu thụ quá nhiều rượu. Bây giờ tôi nghĩ Việt Nam có thể đứng đầu Đông Nam Á. Bia rượu. Một phần là bởi vì cái khổ của con người. Khi con người quá khổ và đôi khi họ không cảm thấy có một cái lý do gì để sống, thì những cái thú vui qua ngày, những rượu, những thuốc ít nhất làm cho họ quên đi cái đau khổ hiện tại một phần nào thôi. Nhưng khi con người bắt đầu có tiền, khi mà con người bắt đầu cảm thấy sung sướng, thì họ chỉ biết lo ăn kiêng, họ lo tập thể dục bởi vì họ sợ chết. Chúng ta được gì mất gì? Chúng ta biết không có Thiên Chúa thì chúng ta mất tất cả. Còn tất cả những hình thức tạm thời, từ thuốc, từ rượu, từ những hình thức thú vui xác thịt, ngay cả tiền bạc, nó chỉ có những cái sức mạnh tạm thời mà thôi. Ai cũng biết hả? Thế gian thì chuộng của chuộng công, chứ ai mà chuộng người không bao giờ. Nhưng tất cả những cái này nó chỉ mang tính tạm thời. Chúa Giê-xu nói chúng ta đừng hoán đổi linh hồn cho những điều này. Ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy đi được. Đức Giê-xu đến để nói với chúng ta. Ngài đến để offer, để cho chúng ta biết về sự sống đời đời. Bởi vì nếu không có sự sống đời đời thì thật sự mà nói cũng không có một cái gì đáng quý để cho chúng ta phải trân trọng cả. Sống được đời này một vài chục năm là sướng rồi. Nếu trường hợp mà nói theo tư tưởng của các bạn trẻ đó hả, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lói suốt trăm năm. Thà mà một phút. Nhưng cái đó hoàn toàn đi ngược lại với tư tưởng Kitô giáo của chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải là những người chỉ sống cho thời kỳ hiện tại, mà chúng ta biết rằng khi Đức Giê-xu đến, Ngài đã cho chúng ta có một sự sống đời đời. Và vì thế tất cả mọi quyết định của chúng ta đến ở trong đời sống, chúng ta phải luôn luôn là mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một việc làm của chúng ta liệu có ảnh hưởng gì với sự sống đời sau. Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Đương nhiên là chẳng có một cái ích gì cả. Bởi vì tất cả thế gian mà chúng ta có được lời lãi đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mang tính tạm thời so với cái vĩnh viễn của cuộc đời. Hay nói cách khác, chúng ta có vui thú chăng thì cũng chẳng khác nào một giấc mơ trong một đêm chúng ta ngủ suốt cả cuộc đời mình.
Hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại và trong câu nói của Chúa Giê-xu, Ngài muốn nói với chúng ta về giá trị thật của sự sống đời đời. Và để tìm được giá trị thật, việc đầu tiên trên hết và trước hết là chúng ta phải tìm cho mình có một mục đích sống. Và mục đích sống đó không gì hơn chính là Đức Giê-xu Ki-tô, chính là đức tin mà chúng ta đang có. Muốn tìm được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, đừng nghĩ rằng chúng ta thông minh đủ, khôn ngoan đủ để chúng ta có thể tự tìm ra được. Lịch sử của con người có đã bao nhiêu ngàn năm, triết lý Hy Lạp để lại cả một kho tàng, ở trong đó Socrates, Plato, Aristotle, tất cả những người thông minh xuất chúng hơn chúng ta, họ cũng đã từng tìm cách để dạy cho người khác về mục đích của cuộc sống. Ở đây chúng ta có Đức Giê-xu Ki-tô là con Thiên Chúa, Ngài từ trời xuống, và khi Ngài xuống, Ngài nói với chúng ta điều mà chúng ta không biết. Có một câu chuyện là có một người có một thói quen, cứ vào gần tới giờ trưa, giữa trưa tức là 12 giờ ngọ đó, thì ông ta gọi điện thoại lên ở trên bưu điện và hỏi bây giờ mấy giờ rồi. Bưu điện sẽ trả lời là 12 giờ kém 15. Rồi ông ta canh đúng 15 phút sau đó là giật chuông nhà thờ, bởi vì đó là chuông giờ trưa để cho người ta đọc kinh, mình gọi là cái gì đó, Angelus, kinh truyền tin. Bắn đi một thời gian thì ông không biết người ở trên thư bưu điện là ai, nhưng rồi một ngày kia gặp người ở trên bưu điện thì ông ta rất mừng. Vì thế ông ta hỏi, có phải ông là người mà ngày nào cũng tới quãng giờ đó thì ông gọi lên cho tôi phải không? Thì ông này nói phải. Ông nói, vậy thì ông gọi cho tôi để làm gì? Ông nói, tôi hỏi bao mấy giờ rồi. Ông ở trên bưu điện bắt đầu ngạc nhiên mà nhìn ông này nói, ồ, vậy mà ngày nào thì tôi cũng canh theo cái giờ chuông của ông để tôi sửa đồng hồ cho đúng 12 giờ. Có những điều mà không thể nào chúng ta tự tìm cho mình được. Và khi chúng ta nằm trong cái mà tôi gọi là vòng luẩn quẩn của thế gian, thì chính chúng ta chỉ là những người gọi là sắp xếp đưa những lý luận mà cuối cùng mục đích không có, ý nghĩa không có. Một con người thì nghĩ rằng mình gọi lên bưu điện để ông ta com cho mình biết mấy giờ. Một người ở trên bưu điện thì lại dựa vào tiếng chuông của ông này để canh đồng hồ theo đúng giờ của mình. Bởi vì cả hai họ nằm trong một cái vòng luẩn quẩn mà họ không thể tìm được câu trả lời. Ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của đời sau là những gì mà chúng ta cần tìm kiếm, và Thiên Chúa, con Thiên Chúa từ trời xuống, Ngài đến mặc khải cho chúng ta. Cuộc sống có những cái bí ẩn mà chúng ta không biết được, chẳng hạn như chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và vì giống hình ảnh của Thiên Chúa cho nên bắt buộc chúng ta phải trường sinh bất tử, và bắt buộc chúng ta phải thuộc về Thiên Chúa chứ không thể nào thuộc về Caesar được. Nếu chúng ta là con Thiên Chúa thì thụ tạo nó sẽ biến mất và chỉ có Thiên Chúa mới ở lại với chúng ta. Vì thế, trong bài nói chuyện hôm nay, tôi chỉ muốn gợi lại cho anh chị em đâu là quyết định ở trong đời sống, hay nói như lời của Thánh Phaolô, đừng rập khuôn theo đời này. Chúng ta học được Thánh Phaolô, một con người khẳng khái, khi Ngài tin vào sự sống đời sau, khi Ngài biết rằng sau cuộc đời này còn có một cuộc sống nữa. Nên nhớ tôi nói như vậy, bởi vì tôi đã cắt nghĩa cho anh chị em hiểu, những người Do Thái thời kỳ của Chúa Giê-xu, không phải mọi người đều tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Cho nên, Thánh Phaolô là một trong những người thuộc nhóm đầu tiên, Ngài tin vào sự sống đời sau, Ngài tin vào sự sống lại. Và khi Ngài viết thư cho những anh em ở Roma, Ngài nói với họ trong chương 8, tôi nghĩ rằng những đau khổ mà chúng ta chịu giờ đây làm sao sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Ngài khẳng định cho anh chị em biết được chúng ta sẽ đi đến một thế giới đầy vinh quang, đầy hạnh phúc, mà tất cả
cả những đau khổ này không thể nào sánh được. Hơn nữa, ở trong thư gửi cho tín hữu Philippe, Ngài còn viết với những lời hết sức khẳng khái. Ngài khẳng khái với câu nói: vì người, tức là vì Đức Giêsu Kitô, vì người tôi đành mất tất cả và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Đây là một trong những câu nói khẳng khái và trở thành những câu nói inspire Ngài. Chúng ta còn thấp lè tè, chúng ta chỉ là những người mới bắt đầu bước vào ở trong đời sống thiêng liêng, và vì thế chúng ta không thể so sánh với vĩ nhân được. Nhưng những lời nói và việc làm của vĩ nhân là một hình thức để khuyến khích, nâng đỡ và cho chúng ta thấy được cái nhìn của các ngài thật là sâu, thật là xa, vượt lên quá tầm hiểu biết của chúng ta. Thánh Phaolô nói: tôi coi tất cả chỉ là rác rưới để tôi có được Đức Giêsu Kitô và được kết hợp với người. Hôm nay tôi có dịp nói chuyện với anh chị em, đưa lại đề tài mà Đức Giêsu thách thức với chúng ta: lời lãi cả thế gian mà được linh hồn, mà mất linh hồn thì được ích gì? Đây là một trong những lời thách thức không có gì mới, nhưng đúng ra đây là một lời nhắc nhở để chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải sống theo chủ nghĩa duy vật vô thần. Chúng ta không chỉ sống đời này mà thôi. Những vinh quang phú quý nó đến rồi đi, bởi vì phù hoa nối tiếp phù hoa. Ở đời mọi sự chỉ là phù hoa. Nhưng nếu chúng ta tin vào sự sống đời sau thì chúng ta biết chắc rằng những gì mà chúng ta đã chọn lựa, chúng ta chọn Đức Giêsu Kitô, chúng ta chọn đức tin và chúng ta chọn sống với đức tin, thì những điều này sẽ làm cho chúng ta có được một cuộc sống muôn đời. Bằng không, nếu chúng ta vấp phải những cám dỗ mà Satan đặt ra trước Đức Giêsu: nếu ông bái lạy tôi thì tôi sẽ cho tất cả những cái này, nếu ông biến đói bụng thì hãy biến những hòn đá trở thành bánh mà ăn. Và nếu chúng ta không tỉnh táo, chúng ta cũng có thể biết là một chuyện, sống là một chuyện khác. Nếu chúng ta không tỉnh táo thì mình cũng có thể rơi vào ở trong hoàn cảnh mà như tôi nói, trở thành những con người đánh đổi mất linh hồn một cách vô cùng vô ích. Rồi tôi amen ở đây. Tôi xin một tràng pháo tay thật lớn cho giảng thuyết của chúng ta. Bây giờ tôi để dành cho những cái câu hỏi, bởi vì tôi biết có rất nhiều những cái câu hỏi và có nhiều câu rất hay nhé. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có khoảng 30 phút để hỏi, xin hỏi ngay liền. Con xin hỏi cha ngay và con xin chào cộng đoàn. Con mang theo một hành trang là có một người em, họ không phải là người đạo gốc. Và khi người đó muốn lập gia đình với lại một người con gái đạo Công giáo, thì cha mẹ cô gái đó bắt buộc người con trai đó phải theo đạo Công giáo thì với cả con gái, và rằng co một thời gian thì người con trai đó đã đồng ý theo đạo. Nhưng mà đạo đó chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng, người con trai đó đã không đi lễ, không đi nhà thờ. Và con có hỏi người con gái đó là tại sao không cùng người đó đi lễ, thì người con gái đó nói là tại vì cha mẹ của em không đồng ý gả em cho tôi, cho tôi đồng ý chịu phép rửa tội để lấy được em làm vợ, và bây giờ tôi lấy được em rồi và em đã có con thì tôi không đi nhà thờ nữa. Và người con gái đó có hỏi con một câu là: thưa cô, nếu như vậy thì cái tội đó con chịu hay ba mẹ con chịu hay là cái người đó chịu? Thì con chỉ trả lời là nếu mà theo con nhìn thì chia ra làm bốn, tại vì cả bốn người đều có tội, còn con phải hỏi cha để cha trả lời câu đó, con không có quyền biết. Con cảm ơn cha, con cảm ơn tất cả mọi người. Thứ nhất là chị trả lời rồi thì tôi không biết tôi trả lời gì nữa đây. Nhưng mà cái câu trả lời của chị cũng hay, tức là cả bốn người đều có trách nhiệm và thật sự như vậy. Nếu chúng ta hiểu về giáo luật thì năm 1917 Bộ Giáo luật Công giáo của chúng ta bắt rằng những người nào không là Công giáo khi lập gia đình với người Công giáo thì chúng ta bằng mọi cách bắt người đó phải theo đạo của chúng ta. Bộ luật năm 1983 thì thay đổi, và ở trong bộ luật mới chúng ta chỉ nói rằng những người Công giáo cố gắng hết sức
cái phone nó hai cái này nó không đứng gần nhau được thầy ơi. Thầy phải đứng xa xa ra bên kia kìa. Hai cái này nó không đứng gần nhau, nó cứ hú à. Bộ luật năm 1983 nhắc nhở cho chúng ta là người công giáo, người công giáo phải cố gắng hết sức để cho, cố gắng hết sức thuyết phục người đó. Và nếu người đó nó bị cái gì vậy? Ok. Và nếu người đó không theo đạo thì đó không phải là điều kiện. Vì thế ở trong cái trường hợp chị hỏi đó, gia đình bắt mà bắt ép như vậy thì tôi nghĩ đó là một điều không nên. Nên nhớ đức tin là một sự tự nguyện. Khi chúng ta bắt ép thì họ sẽ có những thủ thuật riêng của họ để họ đạt được cái mục đích mà họ muốn, đó là lấy được vợ thì tôi thôi nhà thờ ha. Cho nên tôi nghĩ đây là cái tội của cả bốn người như chị nói, tôi nghĩ là đúng đó. Vâng. Xin mời chị phía bên tay trái. Xin cha giải thích cho con rõ về cái ý của Đức Giáo Hoàng Francis. Mới đây ngài có nói xin các linh mục. Hình như là ngài biết là đa số linh mục Việt Nam ạ. Là xin các linh mục tóm gọn bài giảng trong vòng 8 phút và đừng biến bài giảng thành thuốc ngủ. Và đây là tin buồn cho riêng con ạ. Con đến nhà thờ thì con ngủ say mê. Là bởi vì cha giảng tiếng Việt 20 phút, giảng tiếng Anh 20 phút, con được ngủ 40 phút, con sung sướng vô cùng. Và, xin cảm ơn cha. Thật sự đó, thật sự chúng ta đừng nghĩ rằng cái này sao nó cứ hú hoài vậy ha. Thật sự đôi khi chúng ta nghe Đức Giáo Hoàng nói một câu gì rồi chúng ta đem ra áp dụng mà chúng ta không hiểu cái bối cảnh của nó. Không phải Đức Giáo Hoàng nói cái gì cũng đúng đâu. Ngài nói cái chuyện 8 phút thì nó cũng có cái hay của nó, mà nếu được áp dụng trong ngày thường hay cái gì thì cũng hay. Nhưng một trong những yêu cầu của công đồng Vatican II là chúng ta cần phải học về Thánh Kinh và chúng ta cần phải hiểu Thánh Kinh. Một trong những điều mà anh em Tin Lành đi trước xa một bước của chúng ta là họ cắt nghĩa làm thế nào để chúng ta hiểu được lời Chúa. Vì thế 7-8 phút một tuần không đủ, và không có một giáo sư nào mà bắt chúng ta mà có thể cho chúng ta làm được cái công chuyện đó. Điều mà chúng ta cần cải tổ là không phải 8 phút hay 80 phút, mà điều chúng ta cần cải tổ là các linh mục phải chuẩn bị dọn bài giảng và cắt nghĩa làm thế nào. Đừng biến bài giảng trở thành một viên thuốc ngủ, nhưng đồng thời phải có khả năng để biến bài giảng trở thành một giây phút cắt nghĩa lời Chúa. Đó mới là điểm chính. Hãy tưởng tượng một buổi lễ của anh chị em, nào là lễ tang, nào là lễ đám cưới, họ lên họ nói có 5 phút. Cái vấn đề không phải là như vậy. Cái vấn đề là rồi đây, người công giáo của chúng ta hiểu gì về lời Chúa? Anh em Tin Lành họ đến 1-2 tiếng đồng hồ họ nói, mà tại sao họ không chán? Thưa, bởi vì họ tập trung vào và họ biết họ nói cái gì. Vì thế những người áp dụng lời của Đức Giáo Hoàng vô đây cũng chẳng khác nào là lấy râu ông nọ mà cắm cầm bà kia. Lời Đức Giáo Hoàng nói có lý, tức là làm thế nào để đừng biến cho người ta ngủ trong những cái giây phút đó. Khi một cái bài giảng mình không chuẩn bị, nó không phải là dài hay ngắn không, mà khi không chuẩn bị, không có một cái chất lượng, thì rõ ràng người ta sẽ không học hỏi được một cái gì. Vì thế việc mà chúng ta đến nhà thờ và để học hỏi lời Chúa, và tôi mong rằng ít nhất trong một cái bài giảng ngày Chủ nhật phải 12 tới 15 phút để chúng ta hiểu được lời Chúa. Từ xưa đến nay, người công giáo của chúng ta có thói quen tập trung rất nhiều vào bí tích thánh thể mà chúng ta quên, gần như coi nhẹ về lời Chúa. Và đây là một điều sai trái. Cho nên trong cái kiểu đó, tôi muốn trả lời như thế này. Vấn đề không phải là 5 phút, 7 phút hay 50 phút. Vấn đề thứ nhất là tất cả các cha phải chuẩn bị để bài giảng trở thành một bài cắt nghĩa và áp dụng lời Chúa trong đời sống. Cái đó là cái quan trọng. Và tôi tin rằng khi anh chị em gặp được những bài giảng như vậy, thì anh chị em sẽ cảm thấy nó quá ngắn. Bởi vì nếu có những người theo dõi những anh em Tin Lành thì biết họ giảng cả tiếng đồng hồ, và lúc nào nó cũng có cái hay, cái hấp dẫn, bởi vì
họ cho chúng ta đi vào trong phúc âm, đi vào trong Kinh Thánh để hiểu lời Chúa là gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái này tôi cũng xin đại diện cho anh em linh mục của chúng tôi để vừa xin lỗi mà vừa xin anh chị em làm ơn thông cảm cho một chút. Tôi biết không phải tất cả chúng ta đều có những khả năng, nhưng khác với anh em tin lành, một trong những việc mà họ làm đó là chỉ lo bài giảng thôi. Họ không đi làm sức dầu, họ không thăm bệnh nhân, họ không làm những công việc khác. Mỗi tuần chỉ có bài giảng, và bài giảng dài một tiếng đồng hồ, ít nhất là một tiếng, bởi vì cắt nghĩa Kinh Thánh. Cho nên cái công việc của họ dù sao cũng có thời gian để chuẩn bị. Anh em linh mục chúng tôi cho đến bây giờ, tôi không dùng như là một lý do để mà gọi là xin thông cảm rồi tha thứ mà không có lý do hả? Nhưng anh em linh mục chúng tôi là những người nửa đêm nửa hôm cũng phải chạy đi sức dầu, rồi chúng tôi lo hôn phối, rồi chúng tôi lo bệnh nhân, chúng tôi lo tất cả mọi sự, và bên cạnh đó chúng tôi còn phải lo một bài giảng. Vì thế tôi biết có những người không chuẩn bị, đó là lỗi không tha được. Nhưng bên cạnh đó, khả năng con người cũng có hạn, đến một lúc nào đó nó cũng hết chất rồi. Cho nên thông cảm, xin thông cảm anh chị em. Nhưng mà tôi muốn kết luận như thế này. Thứ nhất, lời của Đức Giáo Hoàng nói đó không có nghĩa là dùng vào trong các cái thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật và những thánh lễ lớn. Bởi vì Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta cần phải coi việc tìm hiểu lời Chúa và bí tích thánh thể là hai điểm quan trọng ngang nhau. Mỗi một khi mà chúng ta chỉ chú trọng một cái là chúng ta đang làm sai và chúng ta đang đi ngược với lời dạy đó. Điểm thứ hai, vì như vậy cho nên nội dung mà chúng ta tập trung không phải là vấn đề thời gian mà là vấn đề chất lượng. Và vì thế đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho các linh mục, và cảm ơn chị đã nói lên được cái ý tưởng đó. Vâng. Xin mời anh ạ. Dạ, xin mời anh. Anh nói đi ạ, cứ nói đi. Trên nó không có máy. Vậy thôi bên này đi. Anh chạy lên máy trên này giùm. Dạ, con xin chào cha. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong thời Covid, Đức Thánh Cha có ưu ái là ban cái phép toàn xá, đại xá. Thì con có lên online, con tìm hiểu về cái ơn toàn xá thế nào. Thì con biết là ơn toàn xá tha tội vạ. Thì con nghe một cha bên đây giải thích cho con nghe là khi mình đi xưng tội, mình ơn toàn xá, thì mình được, nếu mình ra đường mà bị đụng xe mà chết, thì mình được lên thiên đàng cả giường đến chiếu. Còn cái thứ hai nữa là một cha bên Việt Nam thì cha nói là cái đó vẫn còn phải chờ lòng thương xót của Chúa. Tại vì một người nào đó mà làm tang thương tương khóc một người, một gia đình nào đó, như cướp của, giết người, hiếp dâm gì nào đó, thì vẫn phải chờ lòng thương xót của Chúa, chứ không thể nào mà lên thẳng được thiên đàng. Xin cha giải thích cho con cái nào đúng. Còn câu hỏi thứ hai nữa. Trong một lần coi bộ phim này mà con thấy có đứa bé nó hỏi mục sư, nó bảo ơn cứu độ của Thiên Chúa đó, thì cái nếu mà có người hoàn tinh mà có xuất hiện đó, thì có được cứu độ không? Nhưng mà câu hỏi ở đây con muốn hỏi đây là con thấy là Tổng thánh Thiên ông Adam và bà Eva phạm tội thì được ơn cứu độ, còn tại sao Lucifer phạm tội lại được không được ơn cứu độ? Okay. Dạ, xin cha giải thích cho con. Yeah. Vâng. Rồi bây giờ hai câu hỏi nhé, tôi trả lời vắn tắt thôi. Cái câu hỏi thứ nhất là về gọi là ơn toàn xá thật sự đó. Cha nào mà nói với anh là toàn xá xong rồi đi ra rồi xưng tội rồi tông xe rồi lên thiên đàng cả giường cả chiếu, ông đó giỏi quá. Tôi thì tôi chịu thua, tôi cái đó tôi không biết. Là bởi vì vấn đề phán xét nằm trong tay của Thiên Chúa. Tất cả những gì giáo hội đưa ra, chúng ta đưa ra với hình thức của con người. Có nghĩa là anh cứ làm như vậy thì anh được như thế này. Và tôi dạy cho anh chị em như vậy. Còn việc Thiên Chúa phán xét anh chị em hoàn toàn khác. Bởi vì Thiên Chúa phán xét, Ngài nhìn thấy những cái mà tôi không nhìn thấy. Cho nên chúng ta đừng áp dụng và đừng biến mình trở thành Thiên Chúa để phán xét. Con cứ làm như vậy con được lên thiên đàng. Nói như vậy bữa sau mà ai không lên nó thuê luật sư nó kiện cho mà chết. Cho nên tôi thấy cha đó nói như vậy hơi đáng, quá đáng. Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này, đúng, tôi chỉ nói vắn gọn thôi. Ơn toàn xá là một ơn tha những cái vạ cho chúng ta.
Và thỉnh thoảng vào những ngày chẳng hạn như năm tới là năm thánh, chúng ta sẽ nghe rất nhiều về ơn toàn xá. Ơn toàn xá mỗi khi chúng ta đi thăm mộ, mỗi khi chúng ta đi đàn thánh giá, chậu thánh thể, được những ơn này chúng ta có thể áp dụng cho mình hoặc là chúng ta có thể dâng cho người khác. Và cứ theo nguyên tắc của giáo hội cắt nghĩa thôi, là ơn toàn xá để tha vạ cho một người, và người đó nếu được tha vạ thì người ta được cứu chuộc. Đó là cách thức giải thích của giáo hội. Còn việc người đó được như thế nào hoàn toàn nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Và vì thế đừng bao giờ biến mình trở thành Thiên Chúa để nghĩ rằng mình biết được mọi sự. Cho nên khi các cha dạy thì nên phân biệt đâu là những gì mình cần làm và mình biết theo mình, và đâu là những gì Thiên Chúa làm. Hay nói một cách đơn giản, hãy để Thiên Chúa làm Thiên Chúa, đừng có biến mình thành Thiên Chúa. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là nếu trường hợp mà cái câu hỏi tại sao Adam và phạm tội thì lại được cứu độ mà Lucifer thì lại không được. Dạ thưa, cả hai giống nhau anh ạ. À, Lucifer cũng giống như mình, cũng giống như ông bà Adam Eva. Có nghĩa là rồi đây chúng ta sẽ bị phán xét bởi những quyết định của chính mình. Và Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta một cơ hội, nhiều cơ hội, nhưng bao giờ nó cũng có một cái ultimatum, tức là cái cùng đích. Cùng đích của mỗi một con người của chúng ta là cái chết. Vì thế Thiên Chúa sẽ nói với anh, nếu anh sống như thế này thì anh lên thiên đàng, nếu anh sống như vậy thì anh chọn đường đi xuống. Và cái cùng đích là đến khi chúng ta tắt thở, chúng ta không còn làm được gì nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ bị kết án bởi những việc mà chúng ta đã dùng tự do của mình mà làm. Ý tôi muốn nói, cái gì cũng có một cái gọi là cái điểm đích, cái final của nó. Thì Adam Eva cũng có những giây phút để ông bà suy nghĩ lại, rồi ông bà ăn năn thế nào thì tôi không biết, cũng giống như mình. Lucifer cũng có như vậy. Nhưng sở dĩ mà Lucifer đã bị án phạt là bởi vì tất cả những cái đó đã đến một cái lúc mà chúng ta gọi là ultimatum, tức là cái đích rồi. Nhưng mà những người này vẫn cố chấp, vẫn bất tuân. Và một khi vẫn cố chấp bất tuân thì chẳng khác nào giống như anh với tôi cho đến ngày chết mà mình không thay đổi. Cho nên đừng nói rằng họ không có cơ hội. Chỉ có điều là cơ hội đến nhưng họ vẫn cố chấp. Và vì cố chấp cho nên ngày phán xét là cái đích cuối cùng dành cho họ. Và đó là lý do tại sao mà Lucifer đã trở thành ác quỷ. Vâng. Okay. Xin mời anh, xong rồi đến anh dưới kia nha. Mời anh. Xin chào cha. Vâng. Có câu hỏi là có được đem quan tài vào nhà thờ để làm lễ cầu nguyện không? Có người mất ở Mỹ nhưng lễ an táng ở Việt Nam. Cha xứ đã làm lễ cầu hồn và không cho đem quan tài vào nhà thờ. Vậy có đúng không? Còn một câu ngắn nữa là tại sao khi tìm thánh vịnh trong Kinh Thánh, có một số trong sách Mỹ và sách Việt Nam khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ là số 50 thì ở Việt Nam là số 51. Oh, ok, vâng. Hai câu hỏi rất là hay. Câu hỏi thứ nhất là anh nói là có một người mất ở đây hả? Rồi sau khi mất ở đây thì cha xứ không cho đem quan tài vào để mà làm lễ. Bởi vì theo như anh hỏi thì lễ an táng nó sẽ an táng ở Việt Nam, cho nên xác sẽ đưa về Việt Nam. Vì thế cho nên hỏi là có đúng hay không, đúng không? Thì tôi trả lời như thế này. Trước hết tôi trả lời về cái chung, rồi sau đó tôi nói về vấn đề luật hả? Ở trong giáo hội Công giáo của chúng ta có hai thánh lễ khác nhau. Tôi nói về người Công giáo mình, hoặc là nghi thức cũng vậy, nhưng mà tôi bỏ nghi thức qua. Tôi đang nói mình Công giáo, mình được phép có lễ. Một là lễ an táng, tức là chúng ta dâng thánh lễ xong, rồi sau đó chúng ta đi thẳng ra ngoài nghĩa trang và chúng ta chôn cất. Thì bao giờ cũng có quan tài. Và nếu trường hợp không có thì cái thiêu đó, cái tiểu đó người ta cũng để đó. Lễ đó chúng ta gọi là lễ an táng, tức là lễ cuối cùng sau thánh lễ chúng ta đi chôn cất. Thứ hai chúng ta gọi là lễ cầu hồn. Lễ cầu hồn là khi một người chết rồi nhưng mà chúng ta chưa đem đi chôn, chúng ta chỉ có cầu hồn thôi. Và cầu hồn thì không cần phải có quan tài. Vì thế cha xứ của anh làm đúng, nhưng mà đúng về vấn đề luật thôi. Chứ còn nói về tình cảm, bây giờ tôi cắt nghĩa thêm một chút. Thật sự giáo luật không cấm. Giáo luật không cấm, chứ tôi không nói là cho phép hay là khuyến khích nhé. Giáo luật không cấm là khi chúng ta làm lễ cầu hồn mà chúng ta vẫn có quan tài.
Tôi không biết là tuần vừa rồi đó có ai theo dõi cái lễ của Đức Cha Bùi Tuần không, tôi không biết tại tôi không có theo dõi. Nhưng mà tôi người Đà Nẵng thì tôi theo dõi lễ của Đức Cha Nguyễn Bình Tĩnh khi mà Ngài mất. Và trước đây thì Đức Cha đọc, bởi vì khi Đức Cha đọc chết thì có một vài việc tôi theo dõi. Những ai mà theo dõi cái đám tang, tôi không biết cho Bùi Tuần sao, tôi biết chắc là Ngài chết cũng 4-5 ngày sau Ngài mới đem đi chôn cất. Thì cái ngày mà đem đi chôn cất chắc chắn là cái ngày cuối cùng. Nhưng cái ý tôi muốn hỏi là những người ở bên Long Xuyên đó, trong những ngày qua đó, khi mà làm lễ cầu nguyện cho Ngài có thấy cái quan tài không? Nếu có, giáo luật không cấm. Ý tôi muốn nói, ngay cả Đức Cha đọc, trước khi mà làm một cái lễ an táng đưa tới để mà đi chôn cất, thì người ta cũng đưa quan tài của Ngài vào trong nhà thờ chính tòa nhé. Rồi ở nhà thờ chính tòa người ta mới làm lễ cầu nguyện cho Ngài, vì thế có quan tài nhưng mà không phải thánh lễ an táng. Ý tôi muốn trả lời cho anh như thế này: thật sự lễ an táng là khi quan tài ở đó rồi chúng ta đưa ra ngoài nghĩa trang. Nhưng nếu trường hợp có những cha, chẳng hạn như có những linh mục họ coi 4-5 giáo xứ, đến khi chết giáo xứ đưa quan tài của, ở đây ai quen với cái cách thức đó hả thì biết. Ví dụ như một cha coi 4 giáo xứ, Ngài làm chánh xứ 4 nơi, thì giáo xứ hôm nay cầu nguyện cho Ngài, mà khi cầu nguyện người ta đưa quan tài đến vừa thăm viếng vừa làm lễ, chứ không phải chỉ có là không có cái gì đâu. Vì thế cho nên nếu trường hợp vì tình cảm mà cha xứ của anh cho phép được có quan tài làm một cái lễ cầu hồn, thì việc đó cũng không sai. Cho nên cha xứ làm như vậy cũng vừa đúng, mà nếu trường hợp Ngài cho phép có quan tài vẫn không sai như thường. Biết như vậy được rồi ha. Rồi cái thứ hai, câu hỏi của anh là tại sao khi mà anh đi tìm ở trong thánh vịnh á, thì thỉnh thoảng mình thấy cái thánh vịnh ở một cái cuốn sách của Mỹ chẳng hạn nó con số 50, mà cái cuốn sách của Việt Nam nó con số 51. Có bao giờ tìm ra cái đó không? Có phải không? Mà không hiểu tại sao phải không? Vậy thì cái câu trả lời là như thế này: người Do Thái họ có một cái cuốn kinh thánh gọi là kinh thánh của tiếng Hebrew, tiếng Do Thái. Cho đến khi mà người Do Thái họ bị lưu đày, nào là qua Ai Cập rồi đi Babylon, nó cũng chẳng khác nào con cái của mình hết. Con cái của mình ngày xưa chỉ ở Việt Nam, bây giờ đùng cái đi ra nước ngoài tới 3-4 triệu người rồi. Cho nên 3-4 triệu người con cái mình lớn lên, bây giờ nó không có đọc tiếng Việt nữa, mà nó rành tiếng Anh hơn. Vì thế cho nên khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thì một nhóm nó gọi là Septuagint, theo tiếng Hy Lạp đó, là một nhóm 70 người, người ta mới dịch cái cuốn kinh thánh từ tiếng Do Thái qua tiếng Hy Lạp. Và người ta dùng cái cuốn tiếng Hy Lạp dành cho con cái của người Do Thái sống ở Roma, sống ở Antioquia, ở Galata. Cũng chẳng khác nào là mình dịch truyện Kiều qua tiếng Anh để cho con cháu mình ở bên này nó đọc, bởi vì bây giờ nó đi tràn lan khắp thế giới. Vậy thì khi mà dịch á, thì trong cái bản dịch của cái tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái nó có sự khác nhau từ cái con số 90 trở đi. Nếu những ai để ý vào trong kinh thánh, ở trong cuốn của người Do Thái thì thánh vịnh 9 và 10 người ta ghép lại thành 1, nhưng khi dịch qua tiếng Hy Lạp người ta tách ra thành số 9 và số 10. Và vì thế kể từ số 10, 11 trở đi, bao giờ chúng ta cũng thấy có một con số nó lệch nhau. Nếu trường hợp mà chúng ta đọc của Tin Lành thì đa số Tin Lành và những sách của Công giáo mà dịch vào đầu thế kỷ thứ 20, người ta dịch dùng cái bản của Do Thái. Cho nên những bản của tiếng Pháp, bản của mà chúng ta thấy đó, thường thường nó khác với con số của bên Mỹ. Còn những ai mà Công giáo chúng ta đọc trong nhà thờ đó, thì những cái bản dịch đó là bản dịch lấy từ cái Vulgate, tức là cái bản của thánh Jerome. Thì bản đó thay vì thánh vịnh 9 và 10 là 1 thì Ngài tách ra thành thánh vịnh 9 và thánh vịnh 10. Cho nên một trong những thánh vịnh nổi tiếng mà chúng ta nghe rất thường xuyên, Chúa là mục tử người dẫn dắt chúng ta đi trên con đường này kia, tiếng Anh thì đó là thánh vịnh 22, nhưng mà nếu mở kinh thánh Việt Nam đó là thánh vịnh 23. Và cảm ơn. Xin mời anh ạ. Xin mời anh. Thưa cha. Vâng. Con có câu hỏi là kinh Tin Kính có câu: dạ. Chúa Giêsu xuống ngục tù tâm. Dạ. Thăm các người thánh. Như vậy ngục tù tâm ở đâu? Vâng. Mà tại sao có các người thánh ở trong đó? Vâng.
Trước hết là chúng ta nói về cái ở đâu ha. Chúng ta là những con người sống trong thời gian và không gian, cho nên tôi cách anh là 5 mét, rồi tôi ở đây, chắc là tại đứng dưới cái này rồi, cũng không biết nữa, giờ đi quanh chỗ nào nó cũng hú hết. Bởi vì chúng ta ở trong thời gian và không gian, cho nên nhiều khi chúng ta nói ở đâu thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa là tôi đang ở đây, anh đang ở kia. Nhưng rồi đây sẽ có trời mới, đất mới. Và trong trời mới, đất mới, nó sẽ không còn không gian, nó sẽ không còn chỗ này, chỗ kia, mà nó là một cái tình trạng. Chúng ta cứ hiểu rằng rồi đây khi mình chết rồi thì mình sẽ lên trên thiên đàng là ở trên này, đừng có hiểu như vậy. Ngày xưa trước khi đi học thần học tôi cũng hiểu như anh chị em, tôi cứ hiểu trời là ở trên này, và nếu trường hợp mà lên trời thì mình bay lên trên này. Cho đến khi mà tôi nhìn thấy cái quả cầu của việc của quả cầu của địa cầu đó, nó tròn tròn, rồi tôi mới nhìn, bây giờ thì tôi biết rồi, ít bữa mà đổi giờ đó là giờ ở đây và giờ bên Việt Nam cách nhau 12 tiếng đồng hồ, đúng không? Vậy thì nếu là trái đất tròn thì mình đang đứng đây, hay là nói Đức Mẹ hồn xác lên trời là mẹ bay lên? Vậy thì bên Việt Nam mẹ bay đi đâu? Là mẹ bay xuống à? Là bởi vì bây giờ mình ở đây mình bay lên rồi thì mẹ bắt buộc phải bay xuống. Cho nên đừng hiểu theo cái lối đó. Bởi vì rồi đây chúng ta sẽ ở trong một cái gọi là trời mới đất mới. Thì cái trời mới đất mới nó không còn không gian và thời gian như mình hiểu. Cho nên anh hỏi là cái ngục tổ tông ở đâu, thì tôi nói nó ở nơi mà nó ở. Bởi vì bởi vì cái ngục tổ tông đó nó không phải là cái nơi chốn giữa mình, như tôi nói không phải là bay lên trời hay là bay xuống, mà nó là một cái nơi mà tất cả những người chết trước khi Đức Giê-xu chết và sống lại, thì cứ theo thần học Công giáo là họ chưa được ơn cứu chuộc, và vì thế sau khi sống lại thì chính Ngài đã vào ngục tổ tông. Mình dùng một cái hình ảnh dễ nhớ dễ hiểu, Ngài vào để Ngài mở cửa ngục tổ tông, để đem tất cả những người trước Ngài, vua thánh David, Moses, Abraham lên thiên đàng. Bởi vì những người này chưa được cứu chuộc chỉ vì Đức Giê-xu chưa chết và sống lại. Vậy thì ngục tổ tông ở đâu? Thưa, nó ở nơi mà nó ở. Hay chúng ta nói một cái từ đúng chính xác hơn là ngục tổ tông là một cái tình trạng ở đó, linh hồn của con người ở sau khi họ chết mà chưa được ơn cứu chuộc. Quý vị nào mà còn câu hỏi xin giữ cho giờ hội thảo khác nhé. Xin một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng, vâng. Anh này trước hả? Ok. Thôi cho hai câu đi, hai câu đi. Ok, hai câu, hai câu. Vâng, hỏi đi. Kính thưa cha, một ông có ba người vợ. Ba người vợ, 19 người con và vài chục cháu chắt. Hầu hết họ rất là đạo đức và thường làm việc bác ái. Thế thì ông đó có công gieo giống cho giáo hội hay không? Thứ nhất, nếu có thì ông ấy có đời sống, có cuộc sống đời đời hay không? Thật sự cái câu hỏi đó nó cũng không có cái ý nghĩa lắm, là bởi vì ông đó có công gieo giống, đương nhiên có công gieo bởi vì ông ta mấy chục người mà. Nhưng mà cái vấn đề không phải là gieo giống, cái vấn đề là liệu chừng cái cuộc sống của ông đó có hữu ích, có sinh lợi cho người khác không, có làm một cái gì cho người khác không. Nếu chúng ta hiểu về vấn đề mà gọi là gieo giống đó, thì chúng ta cứ nghĩ mình cứ gieo giống giống như heo như bò đó, trời ơi nó đẻ hàng loạt thì sao à. Nhưng mà không, cuộc sống của con người không như vậy. Ở đây cái sự thưởng phạt là do công trạng của từng người. Vì thế vấn đề không phải là nhiều con hay ít con, vấn đề là tự bản thân cuộc sống của anh. Anh đã sống đúng với đức tin, đúng với tin mừng, và liệu chừng cuộc sống của anh có là nguồn hạnh phúc, có là lời mà Chúa Giê-xu nói là người không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng sống không? Liệu chừng cuộc sống của anh có phải là hạt lúa rơi xuống đất chết đi để cho những người khác được sống không? Đó mới là câu hỏi chính. Còn nếu trường hợp người đó họ sống như vậy thì rõ ràng ông ta được thưởng không phải vì nhiều con cái, mà bởi vì cái việc làm đạo đức của mình. Vâng. Dạ xin lỗi câu anh nhé, tại vì hết giờ rồi đó, anh dành cái câu cho, đó. Cho câu cuối cùng đi. Dạ xin cho hết giờ để cha nói đôi lời về cái... Có hai việc. Ở đây, ở ngoài cái bàn kia có một hình như của các sơ Đa Minh á. Những ai mà biết cách đây mấy năm có cha Thanh, Ngài bị gần dịp Tết đó, Ngài bị chém chết đó.
thì ở ngoài đó có một cái cuốn sách của Ngài, họ dịch ra, họ viết về những cái yêu cầu. Theo tôi biết thì các sơ để ngoài sách ngoài đó free, nhưng mà chúng ta hiểu chữ free rồi gì, thì ai ra ngoài đó lấy gì lấy ha. Cái thứ hai là những người nào mà biết tôi thì thời gian sau này tôi được mời để giúp cho Giáo hội Việt Nam bằng cách là giúp đỡ cho tất cả những anh chị em, các nam nữ tu sĩ từ Việt Nam qua đây du học, rồi từ đây trở về lại Việt Nam để phục vụ. Và tôi cũng không biết làm sao, chắc hết người rồi, cho nên người ta mời tôi làm nữa. Thì cuối cùng tôi bây giờ đang là chủ tịch của cái nhóm gọi là FSBN này, những người mà Giáo hội Việt Nam trông chờ để chúng ta xin được những cái khoản học bổng bên này, rồi đưa các sơ, các thầy, các cha qua học, rồi hy vọng trở về để phục vụ Giáo hội Việt Nam. Thì có dịp xin anh chị em tham